Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Reset của mình. Và hôm nay trên tay mình vẫn là cuốn sách tự truyện Richard Branson, Đường ra biển lớn. Và trong video ngày hôm trước thì mình đã giới thiệu sơ qua một chút về Richard Branson rồi. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ vẫn một số công việc quen thuộc, đó chính là đọc một trang sách, review về nội dung một trang sách vừa đã đọc này. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ tìm ra những cái chiến lược mà Richard Branson đã áp dụng cho tập đoàn Virgin của mình. Có thể là chiến lược về kinh doanh, chiến lược về tài chính, về chiến lược về nhân sự hoặc là chiến lược về sản phẩm chẳng hạn. Thì tất cả những chiến lược đó thì nhiệm vụ chúng ta là tìm ra và đúc kết nó lại. Và thứ ba nữa đó chính là chúng ta sẽ rút ra một số bài học cho bản thân của mình. Và bản thân mình đã rút ra 5 bài học và hy vọng những bài học đó mình sẽ áp dụng vào trong cuộc sống của mình. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với video thứ hai, review về cuốn sách Richard Branson tự truyện Đường ra biển lớn bạn nhé. À ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến phần 1 của video, đó chính là review về nội dung một trong trang sách mình đã đọc. Và chúng ta sẽ tiếp tục với nửa cuối của chương 4, đó chính là khi mà cái hãng thu âm của ông Virgin Records thì đang với cái số nợ là 15.000 bảng và thực tế thì vay thế chấp của ông nữa. Và lúc này thì Branson bắt đầu nảy ra một ý tưởng, đó chính là ông cảm thấy rằng là khi mà cái thuế mà sản xuất băng đĩa bán sản xuất băng đĩa tại nước Anh thì quá đắt, nó lên tới 33%, mà khi mà băng đĩa xuất sang bên nước khác và xuất sang bên nước Bỉ chẳng hạn và nhập lại thì cái hình thức là tạm nhập tái xuất bạn ạ, thì cái thuế lúc này nó không có bị đánh thuế lại. Vậy nên Richard Branson đã nghĩ ra cái ý tưởng, đó chính là ông xuất hàng sang bên Bỉ hoặc Pháp, sau đó ông không xuất hàng mà ông tuồn ngược lại. Thì đây là một cái hình thức lãnh luật, và lúc này thực hiện là Branson đã thực hiện chót lọt được 3 phi vụ và số tiền kiếm được là 12.000 bảng Anh, 12.000 bảng tiền lãi. Thì lúc này thì ông nghĩ rằng là sẽ không có ai phát hiện ra, nhưng thực tế thì công an, chính xác là cục hải quan và cục thuế tiêu dùng nội địa đã phát hiện ra chiêu trò này của Branson, và Branson bị kết tội, đó chính là theo điều khoản 301 của luật hải quan và thuế tiêu dùng nội địa, thì ông bị kết tội là đã trục lợi 10.000 đĩa nhạc trái phép, và Branson bị kết án là cả một là bảo lãnh, hai là ngồi tù. Và lúc này thì chúng ta có thể lại liên kết lại cái lần trước mà mình đi đôi lần trước mình nói rằng khi mà trước khi Branson vào năm 17 tuổi của ông, khi mà ông đã quyết định là bỏ học để đi ra kinh doanh, thì hiệu trưởng Branson nói rằng là đây là một thời khắc quan trọng, là một là anh sẽ vào tù, hai là anh sẽ trở thành triệu phú. Và đúng là như thế thật các bạn ạ, suýt nữa thì Richard Branson phải vào tù. Và để bảo lãnh cho cái số tiền, với cái số tiền 30.000 bảng Anh này, thì thực tế thì cả công ty Virgin lúc đó thì không hề có tiền, mà thậm chí rằng là anh phải nhờ bố mẹ cùng bố mẹ đã phải là bảo lãnh, và cũng thứ hai là mà bán cả cái biệt thự mà ông mà anh đang muốn mua và sử dụng số tiền đó vào để bảo lãnh của Branson, thì Branson mới thoát tội. Và lúc này Branson rút ra một bài học cực kỳ quan trọng, đó chính là không bao giờ kinh doanh theo thiếu minh bạch và kinh doanh trong sạch các bạn ạ. Thì đấy là một bài học đầu tiên. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với nội dung của chương số 6. Chương số 6 đó chính là một người bạn, lúc này chương 6 có tên là Simon muốn biến Virgin thành một nơi hợp thời nhất. Và cái khoảng thời gian này là năm 1971 đến 1972. Và Simon là ai? Simon thì là chính xác thì Simon là anh họ của Branson, và anh này thì đã có một thời gian mà theo học tại trường đại học Oxford, và Simon thì bị ám ảnh về âm nhạc, và Simon có một cái năng khiếu cảm nhận âm nhạc rất là tốt. Và lúc này thì cái với công ty Reconnect của mình, Reconnect tức là một công ty thu âm đĩa nhạc các bạn ạ, thì Simon và Nick, người bạn thân của Branson, đã cùng nhau quản lý giúp cho cái hệ thống đặt hàng qua thư. Và lúc này thì Virgin Records thì bắt đầu có lãi và làm ăn thì tốt hơn. Và đến đây thì Branson bắt đầu mở rộng cái hình thức kinh doanh của họ, và trong khoảng thời gian từ năm 1971 đến 1972 thì hầu như tháng nào thì họ cũng đặt mục tiêu đó mở thêm một cửa hàng. Và đến Giáng sinh năm 1972 thì họ đã tổng cộng 14 cửa hàng rồi, thì tức là trong vòng 2 năm mà Virgin Records đã phát triển rất là mạnh. Và đến đây thì họ thực tế họ có lãi, và năm 1972 thì họ, và hết quý 1 nhá, hết tháng 3 thì họ kiếm được là 10.000 bảng Anh, và sau đó thì là 7.000 bảng Anh, và tất cả những con số đó thì nó đang tăng dần. Và đến lúc này thì Simon lại gặp một vấn đề, đó chính là
và Simon suýt nữa thì đã rời bỏ công ty Novelex chạy theo tiếng gọi tình yêu các bạn ạ. Chúng ta sẽ chuyển qua nội dung về chương số 7. Chương số 7 đó chính là bản nhạc mang tên Tubalas Bell và tôi chưa từng nghe bản nhạc hay như thế. Thì đến đây thì công ty thu âm của Branson đã bắt đầu ký với lại cả ký hợp đồng với một số những nghệ sĩ, và có trong đó có một nghệ sĩ tên là Mike Oldfield. Thì anh này là một nghệ sĩ khá đặc biệt, hơi lập dị một chút, nhưng mà anh có một cái bản nhạc và rất là hay. Nhưng mà thực tế thì lúc này Mike thì là một người như mình nói là khá lập dị, nên là anh ta không thích nổi tiếng cho lắm, nên một nghệ sĩ và tâm hồn nghệ sĩ thì nó hay như vậy các bạn ạ. Và anh đã ra một cái album nhạc có tên là Tubu Blast. Và cái album nhạc này sau khi mà được Branson đem nó cho Simon nghe, rồi Simon đã đem cho một số những nhà sản xuất, thì họ cảm thấy là đây là một thực sự là một cái sản phẩm đặc biệt và chưa họ rất là thích sản phẩm này. Sau đó thì thậm chí là cái sản phẩm này đã được bán, được số lượng bán rất tốt, và sau đó thì thậm chí là Branson đã có ý định là mở hẳn cả một buổi hòa nhạc để một buổi trình diễn cho cái anh nghệ sĩ kia. Và chúng ta sẽ chuyển sang chương số 8, sự lựa chọn thứ hai là vô nghĩa. Và một số cái nội dung của trong chương này thì Branson đang muốn tăng cường công ty và sử dụng cái tiền lãi từ Virgin Records để đầu tư một số lĩnh vực khác. Và một số lĩnh vực đó ví dụ như là Branson thì đang ký hợp đồng thêm này, và chúng ta sẽ chuyển sang nội dung của chương số 10. Chương số 10 thì kể về nội dung của Richard Branson. Ông chuẩn bị tái hôn với một người, một cô gái có tên là Joan, và thậm chí cô này cũng có gia đình rồi các bạn ạ. Và lúc này thì hai mối hôn nhân của họ thì gặp khá nhiều trắc trở, sau đó thì họ cũng đến được với nhau. Và chúng ta chuyển sang chương số 11. Chương số 11 có tên là Bờ Vực. Bên Bờ Vực thì Richard Branson lúc này đã lộ một mối quan tâm nghiêm túc, đó chính là anh muốn mua một hòn đảo và để có thể là có thể là sử dụng. Bởi vì ngày thời điểm đó thì những người có tiền họ thường thích mua đảo các bạn ạ. Và hòn đảo này thì họ đã ra giá là 3 triệu bảng Anh, nhưng mà kết quả thì sau khi mà trở về London thì Branson đã tìm được người chủ của cái hòn đảo đó, và thậm chí là anh cần trả một số tiền rất nhỏ hơn rất nhiều so vậy, đó chính là 175.000 bảng, thì anh đã có thể là sở hữu hòn đảo đó rồi. Và đến đây thì tại hòn đảo đấy thì Branson lại muốn nảy ra một cái ý định rất đặc biệt, đó chính là này, đó là ông là Branson muốn đầu tư vào ngành công nghiệp hàng không, mà ông muốn rằng đó là một công ty, ông muốn đặt tên là Virgin Airways. Và lúc này thì cái dòng tiền của tập đoàn Virgin bắt đầu cạn dần, và việc có thể là tạo ra công ty mới thì khá khó khăn. Và tình trạng thua lỗ của Virgin thì theo tính toán của Lick thì là năm 1980 họ đã lỗ 1 triệu bảng, và lúc này thì Virgin đột nhiên rơi vào cái khó khăn cùng cực. Và lúc đấy thì ông đã phải sa thải một số nhân viên. Và chúng ta sẽ chuyển sang nội dung chương số 12. Và chương số 12 thì là một số tình hình kinh doanh của Virgin năm 1981, đó là những cái tiếp tục lỗ, và đến năm 1982 tiếp tục lỗ. Và chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 của video ngay bây giờ. Phần 2 video đó chính là những cái chiến lược mà mình đã tìm ra ở trong trang sách này. Chiến lược đầu tiên mình phải kể đến nó chiến lược nghệ thuật lựa chọn. Chiến lược số 2 là chiến lược kinh doanh, là chính là chiến lược sản xuất phân phối. Chiến lược về sản phẩm thì mình nhìn thấy chiến lược đây là chiến lược về bản quyền, độc quyền. Tức là của bạn Branson luôn luôn một cố gắng là khi mà thương lượng với các nghệ sĩ thì anh luôn một cố gắng là sở hữu bản quyền lớn nhất có thể. Chiến lược hệ sinh thái ở đây thì mình thấy là chiến lược mà cả tập đoàn Virgin đang muốn là chia tách các mảng kinh doanh để thành lập các công ty con. Và chiến lược quản lý, quản trị tâm lý ở đây là chiến lược thương lượng mục tiêu. Thì trên đây là phần review của mình về cuốn sách Richard Branson, Đường ra biển lớn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo về cuốn sách này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.